Xin chào tất cả các bạn. Có bao giờ mà bạn rất là khao khát học một cái ngôn ngữ nào đó, đặc biệt là tiếng Anh, nhưng mà học hoài vẫn không biết, vẫn không thuộc? Thì ở trong video này thì mình sẽ review một cái chương trình rất là đặc biệt, một cái chương trình rất là tốt nhất hiện nay, đó là chương trình siêu trí nhớ tiếng Anh, gồm những 3 phần rất là đơn giản. Mình chỉ việc mình xem là mình thuộc. Bây giờ chỉ cần một cái lòng khao khát cộng với một cái phương pháp đúng đắn, thì chúng ta sẽ đạt được mục tiêu là chinh phục cái ngôn ngữ tiếng Anh. Phần đầu tiên đó là phương pháp hành trình ghi nhớ. Thì ở mỗi vị trí á, thì chúng ta sẽ nhớ một từ tiếng Anh kèm với nghĩa tiếng Việt bằng phương pháp âm thanh tương tự. Sau khi đi hành trình ghi nhớ xong, mình đã nhớ được 7-8 từ rồi đó, thì mình sẽ lắng nghe người bản xứ đọc, mình đọc theo để điện cho anh. Học to lên. Phần thứ ba là phần rất là quan trọng, đó là phần luyện phản xạ nhanh để giúp đưa kiến thức vào trí nhớ vĩnh cửu. Thì trong phần này thì mình nhìn hình ảnh, nhìn tiếng Việt, sau đó là mình nói tiếng Anh. Cái mô hình siêu nhớ tiếng Anh này để mà vận dụng thành công thì chúng ta có thể làm một số cách sau. Thứ nhất là chúng ta có thể mua một cái tài khoản này về, mua cái một cái chương trình này về để mà chúng ta tự học. Đấy, lên kế hoạch mỗi ngày 30 từ, 50 từ, 100 người, 100 từ tùy theo tình hình của mỗi người. Chúng ta cứ học liên tục liên tục liên tục, là đối với chúng ta là những người mà có ý thức học rất là tốt. Còn cái cách thứ hai á, mà đối với những cái bé nhỏ đó mà có cái lòng khao khát học, thì phụ huynh cũng có thể mua cái khóa này về cho bé, mỗi ngày nhắc nhở bé 15 phút, để mục tiêu là mỗi ngày thuộc khoảng 10 đến 20 từ. Cũng có thể là nếu như mà ý thức học tốt thì cũng được, nếu như không thì cũng có thể là thay mình mỗi tuần gặp 30 phút để mà kiểm tra, để mà ôn bài, để mà hướng dẫn, để cùng với bé mà chinh phục cái món tiếng Anh này. Còn cái cách thứ ba đó là chúng ta mua về, sau đó là chúng ta học tự định vị mình thành chuyên gia, sau đó chúng ta có thể mở những cái nhóm nhỏ tại nhà từ 3 đến 5 bé hoặc là 10 bé, rồi sau đó là chúng ta vận dụng, chúng ta dạy lại. Đó là 3 cách mà chúng ta có thể vận dụng cái chương trình này để mà chinh phục cái món tiếng Anh, để nâng cao giá trị mình lên, có thêm một nguồn thu nhập mới.